chạy qua cạn. Mình tính đào này những cái xấu vô gì treo. Nhức nát. Sao không? Bằng miếng nước. Cái gì ạ? Hết hay gì? Cái đất đó ớt không có đi đâu. Có cái phà chạy vô hay chưa? Có xuồng phà chạy vô á. Rồi chỉ múc vậy thôi là xong rồi đó. Cho nước nó vô múc bắt cá. Xe bạn mới chạy qua luôn. chỉ vậy thôi đó hả? Trời thôi. Mấy gao thôi. Làm nó bút đại nhiều nhiều đâu vô. Như đó vô nó ra không được. Vô là không cho ra đúng không? Phải cái miếng này mà ta bán được cái mua luôn đó, mặt tiền dài hết ra triệu ha. Như này nữa miếng đất giá trị biết bao nhiêu. Xuồng chắc lòi xuồng lúa chắc lòi ra lòi luôn cả người kinh cạn ha. Quá là bụng súng luôn. Cái này được cạn chút xíu nước gầm thác ha. Bơi là bắt cá luôn. Đó, này bắt cái bà ngang luôn. Bơi ngang luôn. Cái này mình vô mình vét cho ta có cái đầu bọng thôi chứ phải mà đi đường xa bơi cái này chắc lâu lắm. Thì mình làm ao cho người ta rồi, người ta nhờ làm cái này mình phải vô làm luôn. Chứ ít thì khi chỉ có gần mới làm chứ còn xa mà bơi xa mà làm có mấy gạo thì chắc đói.